con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh quý vị. Ngay ngã ba đường Xô Viết Nghệ Tĩnh với lại Bàn Kiếp quý vị ha. Nếu như mà chúng ta chạy thẳng là đi về Lạc Dương luôn quý vị, về Lang Biang. Bây giờ mình sẽ rẽ phải để đi vào con đường Bàn Kiếp này. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị đi đến một quán cà phê. Đó là cà phê Người Thương Ơi quý vị. Đến quán cà phê này để ngồi ngắm hoàng hôn quý vị ha. Nghe nói quán này cũng khá là dễ thương, mình chưa đi lần nào. Hôm nay mình đi thử cho biết, tiện thể cùng làm một cái clip để quý vị cùng tham khảo ha, xem giải trí. Lúc nào cần thì đến uống cà phê. Đây là đường Vàng Kiếp quý vị. Vàng Kiếp này nối ra đường Phù Đổng Thiên Vương quý vị. Đây là địa bàn phường 8 quý vị ha. Nối ra Phù Đổng Thiên Vương và đi về với thung lũng tình yêu luôn. Hôm nay trời nắng đẹp, chắc có hoàng hôn đẹp lắm đây. Buổi sáng thì âm u. Ở trên con đường này cũng có khá là nhiều những cái căn biệt thự cổ quý vị. Có những căn nó xuống cấp phải nói là rất là nghiêm trọng rồi. Thấy mái biết này kia nó giống như là sắp đổ sập đến nơi quý vị. Ồ, hôm nay nắng đẹp quá. Nắng ấm áp quý vị. Hôm nay là thứ bảy và cuối tuần, thấy du khách lên khá là đông. Ở đây có bán, người ta ghi chữ bán nhà đó quý vị nè, bán căn villa biệt thự to đùng luôn. Ăn đó chắc mình phải nói hai mấy tỷ chứ. Ở khu vực ngoài này thì đi vào chợ Đà Lạt tầm khoảng 4-5 cây số quý vị ha. Ngày xưa ở sau lưng dựng những dãy nhà này, bên kia tay phải chúng ta nó ruộng vườn không, bây giờ vẫn còn ruộng gì đó. Tuy nhiên ruộng vườn cũng dần dần bị thu hẹp rồi quý vị. Đó, diện tích đất nông nghiệp ở trên khu vực này cũng dần bị thu hẹp rồi, thay thế vào đó là khu dân cư. Đất nông nghiệp ngày càng nhường chỗ lại cho đô thị hóa quý vị ha, và đất nông nghiệp sẽ lùi xa đó. Chứ bây giờ làm nông nghiệp xen lẫn vào trong khu dân cư thì nó cũng ô nhiễm lắm quý vị, nó bị mùi phân bón rồi thuốc trừ sâu, rồi người ta làm nhà kính nhà lồng lúc này kia nó cũng nhát nhát. Chính vì vậy mà người ta đẩy dần ra ha. Rồi tới ngày ba này chúng ta rẽ trái để đi vào đường Tô Hiệu quý vị. À, đây là đường Tô Hiệu nè. Tô Hiệu này nó có hai nhánh luôn. Tới ngày ba đầu kia là một nhánh là nối về Thanh Mẫu, còn một nhánh là nối ra lại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bây giờ đất đai nhà cửa ở khu vực ngoài này mắc lắm quý vị. Ngày xưa rẻ, ngày xưa con rẻ, bây giờ mắc rồi. Tới đầu này có một cái con hẻm để chúng ta đi lên quý vị. Cũng là một con hẻm nhỏ, xe ô tô đi được. Đây. Rồi đi lên cái hẻm này quý vị ha. Người Thương Ơi nè, 200m. Nghe đồn là có view ngắm hoàng hôn đẹp nhưng không biết làm sao. Lên rồi mới biết được. Bây giờ buổi chiều còn nắng chói chang quý vị. Hoàng hôn chưa buông xuống.
đó. Thì ra chỉ là một cái quán nho nhỏ thôi, cũng khá là dễ thương. Đây cũng khá là đông khách quý vị. Thấy khách đang đứng chụp hình lên quá trời. Ồ, chiếc xe tải đi lên dọc nguy hiểm quá. Cho họ lên trước đi. Ở hai bên này là người ta trồng rau quý vị ha. Cà rôn rồi súp lơ rồi quá trời quá đất luôn. Ơi đây quý vị, để vào đây ha, người thương ơi này đó, ai vào đây rồi cũng thương hết, nếu như mà không thương thì cũng phải thương, ghét cũng trở thành thương quý vị. Rồi mình để xe máy ở đây ha, để đầu mát này luôn nè đó. Rồi mình đi vô trong quán đấy quý vị, thấy khách quá trời luôn. Họ bị cổng đi vô cũng khá là dễ thương. Chờ đi vô. Cảm ơn vì đã gặp ở bàn Thanh Sơn. Ủa, ghi cái chữ hay nhỉ. Người thương ơi, 7:30 đến 22 giờ hàng ngày quý vị. Ồ, thấy khách hôm nay thứ bảy khá là đông đó quý vị ha. Không gian quán ha. Qua đây order nước đó quý vị. À, chào em. Em uống gì? Menu. Cho anh ly cà phê sữa đá. Dạ, cà phê sữa đá mình dùng pha máy hay pha phin vậy? À, pha phin đi, pha phin đi. Không gian vừa phải thôi quý vị, nhưng mà người ta trang trí cũng khá là đẹp đó. Chỉ là mảnh đất trống rồi, quan trọng là người ta thiết kế thôi quý vị ha. Trồng khá là nhiều hoa đó, làm giống kiểu là cà phê tủ mưa to gì đó quý vị. Đẹp quý vị ha. Hèn gì người ta đồn thổi người thương ơi, người thương yết gì quá trời quá đất. Rất là nhiều loài hoa. Mình chỉ có biết hoa này là hoa mai địa thảo thôi. Rất là nhiều ngóc ngách, rất là nhiều những cái tiểu cảnh để cho chúng ta tham quan chụp hình. Đó. Toàn cảnh không gian của quán người Việt ha. Ở đây là đặc biệt có cái view ngắm hoàng hôn vị. Cái này đi vào buổi chiều thì có hoàng hôn tầm khoảng 5 giờ ha, 5 đến 6 giờ ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp lắm. Thank you.
đẹp hơn hoàng hôn Sóng Leo nữa. Khá là nhiều những cái đồ đồ cổ quý vị, máy đánh chữ này. Sau này có những cái khu đất trống nữa quý vị, cũng có cái view tương tự. Ai có cái khu đất này thì nó cũng thiết kế một quán cà phê tương tự như thế này cũng rất là tuyệt vời lắm quý vị ha. Đó. Đó, một ly cà phê sữa đá. Thấy trời hôm nay hơi nóng nóng quý vị, không có lạnh. Với một ly gì? Đây này gì? Cái gì xoài xoài không biết. Nói chung là trái cây. 125.000, à 115.000 quên. Cũng được với một cái không gian như thế này quý vị. Thank you.